bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới hôm nay có nội dung chính như sau. Tối ngày 7 tháng 1, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Công Thanh cho biết đã nhận được thông báo từ Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng liên quan đến vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam hành hung nữ nhân viên sân golf ở Đà Nẵng. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nhận thông báo từ Công an quận Ngũ Hành Sơn về việc không khởi tố vụ án do vụ việc trên không cấu thành tội phạm, ông Thanh nói. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng xác nhận ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng có nguyện vọng xin thôi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được đơn chính thức từ ông Dũng. Theo ông Thanh, trong đầu tuần tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ họp và xem xét quy trình cho thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nếu ông Dũng có thông tin chính thức. Trước đó, ngày 6 tháng 12 năm 2022, nhóm 4 người, trong đó có ông Nguyễn Viết Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Cảng, đồng thời là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, chơi golf trên sân BRG Đà Nẵng, phường Hoa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, ông Dũng đã dùng gậy driver đánh nữ caddy phải đi cấp cứu. Sau khi nhận thông tin sự việc, ngày 12 tháng 12 năm 2022, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vào cuộc xác minh, điều tra. Tối cùng ngày, sân golf của BRG ra thông báo từ chối cung cấp dịch vụ đối với ông Nguyễn Viết Dũng. Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam thông tin chính thức về vụ việc, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Viết Dũng báo cáo cụ thể, trung thực vụ việc. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nêu quan điểm, trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng hay bất cứ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nào có khuyết điểm, vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định. Ngày 14 tháng 12 năm 2022, Bí thư Thị ủy Điện Bàn tỉnh Quảng Nam Phan Minh Dũng cho biết đã giao Ủy ban kiểm tra làm việc với chi bộ văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Cảng, nơi ông Nguyễn Viết Dũng làm bí thư, yêu cầu báo cáo toàn bộ sự việc.